hôm nay hãy cùng cô Ni 39 tìm hiểu về quá trình ăn dặm, một quá trình mà tất cả các bé đều phải trải qua. Như các bố mẹ đã biết thì thời điểm thích hợp nhất để cho bé ăn dặm đó chính là khi bé bắt đầu bước sang tháng thứ 7, bởi vì trong giai đoạn này hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch của bé đã phát triển toàn diện, có thể hấp thụ được các chất dinh dưỡng từ thức ăn thô mà khác với sữa mẹ và sữa công thức. Vậy câu hỏi đặt ra là ăn dặm như thế nào để giúp bé vừa đầy đủ chất dinh dưỡng, bé vừa cảm thấy ngon miệng mà vẫn đem lại sự tiện lợi cho bố mẹ. Thì sau rất nhiều ngày nghiên cứu, cô Ni 39 đã quyết định nhập về một loại bánh ăn dặm tên là Wakodo. Wakodo thì là một công ty nổi tiếng của Nhật Bản với chiều dài, với bề dày lịch sử lên đến 100 năm. Wakodo ngoài sản xuất bánh ăn dặm thì còn sản xuất cả sữa bột, bột ăn dặm. Và bánh ăn dặm Wakodo thì được nhà sản xuất cam kết là không chất tạo màu, không chất bảo quản, được sản xuất trên dây chuyền khép kín hiện đại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nguyên liệu của bánh Wakodo thì được làm từ những nguyên liệu rất là tự nhiên, như tinh bột, rau củ, trong này thì có bí này, có vị phô mai, có trứng gà, khoai lang, rau cải, cà rốt. Đặc điểm vượt trội của loại bánh ăn dặm này so với các loại bánh ăn dặm khác trên thị trường đó chính là nhà sản xuất cung cấp bổ sung canxi giúp bé phát triển chiều cao tối đa. Như các bố mẹ có thể thấy thì bánh ăn dặm chia làm từng giai đoạn cho bé. Loại này thì cho bé từ 7 tháng tuổi trở lên với các viên tròn nhỏ để giúp bé cầm nắm và ăn dễ hơn. Các bố mẹ hoàn toàn có thể yên tâm đó là nguyên liệu bánh thì là rất là dễ tan nên là bố mẹ không sợ bé bị hóc hoặc nghẹn. Bên này thì là đa dạng hơn cho bé 9 tháng tuổi trở lên, dễ cầm nắm. Cái này thì vị bí, vị phô mai, có các hình thù giúp bé hứng thú hơn trong việc ăn uống. Đặc biệt hơn một chút nữa là cái này ngoài có canxi thì có bổ sung cả sắt và các khoáng chất khác để giúp bé có hệ miễn dịch tốt hơn. Không đóng hộp mà nhà sản xuất còn cung cấp cả loại đóng gói để cho bé mang đi học hoặc cả gia đình đi du lịch. Thì cái này thì có cả vị chuối, đỗ, khoai lang, rất là vừa tay với bé. Ngoài ra thì còn có cả loại cho bé trên 1 tuổi. Loại này thì đóng gói nhiều hơn để vừa cho bé trong một bữa ăn. Cái này có cả cacao, sô-cô-la rất là ngon. Cảm ơn các bố mẹ đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.